trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Đấy, vừa rồi thì ông nói bằng câu tiếng vong của là xin chào tất cả cô bác ạ. Đấy, còn bây giờ thì cháu Lực cũng xin được chào tất cả quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu cập nhật cái tiến độ mà mấy anh em thợ là chát tới đâu rồi cô bác. Đấy, ông thì hôm nay có vẻ là lần đầu tiên ông gửi lời chào tới các bác hay sao ấy. Hôm nay ông thì nói bằng tiếng mông thôi cô bác ạ. Bạn này chắc là thêm bên đây nó dên hổ. Đấy, bây giờ thì các anh đang chắc thêm cái phần máy chữ A rồi cô bác ạ. Lên trên này xem anh các anh chắc một chút. Giá này có đi được không anh? Không đi được đâu. À được rồi. Nữa. Cho được đi. Anh chữ A này anh có thể làm cho em cái viền nó to to em tí nhá. Anh cho to hay cho dày? Cho dày dày lên đây. Cho dày lên đây. Hôm nay là công việc của mấy em thợ mình là vẫn tiếp tục là chát à anh? Thế thôi. Hôm nay chắc là chát phần ngoài xong rồi nhỉ? Xong là nghỉ thôi. Chát thôi. Bác rồi hỏi là chào bác nha. Cháu nha. Đây bây giờ thì cả ông cả sử là cũng lên trên này rồi cô bác. Đẹp chưa? Đẹp. Ưng chưa? Ưng rồi à? Dung rồi. Đây là các anh trêu thôi nhỉ. Chưa lấy vợ đâu. Hôm qua thì tí nữa mà hỏng cái lán của mấy anh em thợ đấy nhở? Anh nhở? Chuẩn chưa anh? Làm phải chuẩn chứ, không chuẩn làm gì. Làm nét thế này cơ mà. Sau này ở trên này thì cháu Lực sẽ thêm phần sơn vào thì ngôi nhà nó sẽ rất là nổi bật luôn các bác. Đáng nghe ra là cái kinh phí của nhà em Sử thì không có đủ để là sơn đâu các bác. Nhưng mà trong đó thì cũng được là một số cô bác như bác Kim Hoàng này, bà Vương Kim Hanh này, với lại thêm là chị Giáng My này có gửi cho cháu Lực là cái phần tiền đó để xây, để kinh phí đấy, để xây kinh phí đấy để sơn nhà cho ba ông cháu cô bác. Hôm nay thì anh Thanh lại trộn vừa anh. Hôm nay anh lại đi phụ rồi. Cái phần chắc ở dưới này mới chắc khó đây nhỉ? Khó chứ. Hôm nay là sẽ hoàn thiện là cái mặt là anh biết hôm nay chắc khó, anh đi làm chính phủ. Mặt tiền của nhà ba ông cháu rồi các bác. Anh Quang. Vâng. Anh mãi đẹp trai. Chào các bác ấy anh. Vâng. Chào các bác nha, chúc các bác một buổi sáng vui vẻ. Ôi cái bay anh đâu rồi? Cái xoay rồi.
cái xòa, ôi giờ này chưa dùng đến. Giờ đến chưa dùng đến à? Ừ, cái đến nặng, hơi nặng nó vào cái này không hết. Anh em mình chắc xong là phải làm cái đế tổng kết chắc rồi nhờ. Tổng kết lên trục nhờ. Ừ. Nhà bảo tối làm bữa rồi. Tối nay à? Cứ trong tủ này để tổng kết chứ. Ấy khi mà trời nắng nóng thì phải nói là các anh thợ cũng rất là nhiệt tình các bác ạ. À, với cái tốc độ của anh thì làm rất là nhanh. Ngôi nhà của ba ông cháu thì nếu mà tính theo độ tháng thì từ 1 tháng là hoàn thiện rồi. 1 tháng là bao nhiêu ngày anh ạ? Tháng là 30 ngày. Có tháng có 31 ngày mà. Có tháng thì 31 ngày nhưng mà mình làm 30 ngày thôi. Có 29 ngày. Đấy, anh tháng là 15 ngày. Anh Vinh thì phải anh Vinh thì cao tay hơn thì đang xử lý cái phần gọi là cái phần nổi trội nhất cái ngôi nhà của bác ạ. Ngôi nhà là cái phần này là phần nổi trội nhất anh ạ. Anh cắt để cho nó tròn tròn nhá, không mấy đứa em sơn vào nó không tròn đâu. Nhưng anh bảo không cắt nó kệ nó. Hả? Kệ nó. Có chưa? Cắt cho nó lòi lòi ra một tí xong là để nó tròn tròn nào. Anh có lấy compa kẻ không? Compa anh rất có. Đấy. Hôm nay ổn chứ anh hai? Ổn mà. Ổn anh? Ổn. Sức khỏe ổn chứ? Hôm qua tới hôm nay vừa mới gặp thôi, sức khỏe ổn chứ? Ổn, mới cho thiếu tiền thôi. Ồ. Làm mãi chả thấy tiền đâu. Bây giờ cuối năm là phải kiếm nhiều hơn đấy nhở? Cuối năm chỉ bị Tết rồi. Ở phần dưới cái chân cột đó cô bác nhé, chân cột nhà nhé cô bác nhé, thì các anh cũng dùng là cái tấm vỏ bao để đậy lại, dạ. Nè. Ừ, nó khải thôi. Ừ, sao kín thì nó khải nổ. Nó kín thì nó ăn nửa mặt trời nửa mặt trăng vẽ lên sơn thì nó khải. Cái bên này là sơn khải mày, có bắt nó sơn quật quật bắn vóng đấy mày. Lấy phủ hốc cái nó khải. Tớ bán ở bên nó sơn khân này tao viên lông tao viên mời nương mời tiền ha hốc ăn ô tưng phú cá hốc ăn ô mời hả sư mời hả mà vớt tốt mà cũng mặc. Cái chữ này. Đây, vớt tốt. Chào sư, xin kính chào các bạn cô chú anh chị. À lim đi vào đáp à lim đi à. Đáp lên nó chứ. Vừa rồi nhà làm gì á? Nhà thôi. Nhà thôi à? Ông thì hôm nay có vẻ là cái nhìn vào cái nét mặt của ông là rất là vui các bác ạ. Phải nói là khi mà ông thì không biết về xây dựng cho nên là ngôi nhà của ông như thế nào ông cũng không biết. Đến lúc mà hình thành lên ngôi nhà thì ông mới biết là cái ngôi nhà của mình nó thật sự là đẹp như thế. Nó gọi là thật sự là gọi là đẹp nhất bản rồi. Hả? Hôm nay thì đi làm đủ hết rồi anh? 8 người hả anh hôm nay? À 7 người chứ nhỉ? Hôm qua thì nhà chú có việc à? Vâng. Có cái tầm nó hả dê một tí. À qua làm cúng à? Qua làm cúng à? Đấy, ở phần trong này thì vẫn chưa có gì thay đổi cả các bác ạ. Cái thức phim hôm trước các bác theo dõi cũng đã biết rằng là chưa được chia sẻ lên thì các anh cũng đã chắc gọi là ở phần phía ngôi nhà thì cũng gần xong rồi ở bên trong ngôi nhà ấy. Ở đằng sau thì hiện tại là đã chắc xong hết rồi các bác nhé. Bây giờ thì chắc ở phần bên ngoài nữa, chắc ra nhà bếp nữa thì cũng đủ rồi. Đấy, ở đằng sau nhà thì hiện tại là cái phần là ránh nước này cũng đã gần cạn rồi các bác này. Thì cạn rồi thì cháu Đức sẽ tiến hành vào là cho các anh em thợ là đào cái ránh, xong là làm một cái ránh ở đây. Ránh thì sẽ đang đổ bằng bê tông. Hay một cái nhà như này rất là đẹp các bác, khi mà càng hoàn thiện lên một chút thì càng toát ra được cái vẻ đẹp của nó, càng toát ra được cái sự mà đẹp nhất của cái ngôi nhà lên rồi.
Ê, anh Thanh ơi, anh bốc cho em tầm độ mười mấy cái bao tải bên nữa em để lót sơn nhá. Ok em. Ok anh. Thank you anh. Bây giờ anh không cắt nữa. Thank you anh. Đây đâu? Sáng hôm nay Tuấn Lực lên chia sẻ thì tao anh cũng cái bức tường bên này có băng này. Anh gần chắt xong, bây giờ thì các anh cũng đã chắt xong rồi. Và ở phần phía bên này thì Tuấn Lực sẽ để làm một cái phao chỉ đâu bác nhé. Tuấn Lực không có để là tầm 2-3 cái phao chỉ nữa. Để một cái thì máy nữa Tuấn Lực kẻ thêm biển sơn vào nữa thì cái phao chỉ nó sẽ đẹp hơn. Chắc cái phần chỗ anh Vinh với anh Hai đang chắt thì có vẻ là chắt khó nhất đấy anh nhỉ. Chắc này mình phải cân tỷ lệ cái vứa của nó thì nó mới dính được vào cái phần ngồi đứng ngồi đứng được rồi vào chân. Lúc đấy phải làm không chứ? Nên đây làm đi. Hôm nay có để là hoàn thiện xong cái phần dưới mái hiên thôi anh nhỉ? Chắc giờ này có vẻ trông hơn say anh nhỉ? Thôi. Sáng nay thì anh có đang hoàn thiện cái phần chữ O này của bác này. Đấy, sau này thì ở chỗ này cháu được xé tô cái viền là sơn này. Đấy, sơn. Thì nhìn nó sẽ cái phần sẽ là điểm nhấn của cái ngôi nhà luôn của bác. Đấy, ở phần cái phần chữ A này sẽ là điểm nhấn của ngôi nhà luôn. Đấy, một tí nữa thì đợi anh Vinh chắc ở phần đấy xong đấy các bác. Thì anh em sẽ lại phải đi cưa cây các bác ạ. Cưa cây để làm vì sao mà cưa cây thì cháu Lực cũng xin được nói luôn. Sử cho anh mượn cái mic thêm một chút nào. Sáng nay là Sử túc trực ở trên này là cả sáng à? Đấy, tại vì sao mà cháu Lực phải nói là đi cưa cây các bác. Thì sẽ là cưa ở cái phần để phần khu bếp bên này nào các bác nhé. Đấy, ở đây thì một thì sẽ đi cưa thành là bốn cái cây mà đặt ngang trên này thì máy nứa mới để được tôn của bác. Cũng phải nói với cô bác thêm một lần nữa rằng là nếu mà cái phần là nhà bếp ấy mình để cái tấm tôn màu cái tôn xốp bên này, sau này mình đun bếp củi thì nó sẽ không có tốt cho cái phần nào ngôi nhà bếp. Thì sợ nó sẽ sau này mình đun nhiều quá thành ra là nó sẽ bám đen với lại nó ảnh hưởng tới, cho nên là cháu Lực sẽ không có để nữa. Cái phần ở phần phía bên mái hiên ở trên cái phần cháu Lực phần này thì cháu Lực sẽ gọi là mái hiên luôn. Trên cái thanh cửa phụ đi vào thì sẽ chỉ làm đến tầm đến độ đến đây cô bác này. Đấy, mình để dép để giếc ở đây thì nó sẽ không có bị ướt dép cô bác. Ở đây thì cái phần mà chắt ra cái chỗ đầu tiên đó thì bây giờ nó cũng đã khô rồi các bác này. Cái phần dưới này thì nó sẽ chưa khô. Ở phần này thì các anh sẽ chắt xong hết mọi cái rồi các anh sẽ mới sẽ lập tôn các bác nhá. Còn tôi cũng xin nói thêm một chút rồi các bác này. Cái phần cái lanh tô mà đi sang cái phần cái khu bếp của bác, có thể là cháu Lực sẽ, nếu mà cháu Lực trong thời gian tới thì cháu Lực nhìn thấy là nó hẹp quá thì cháu Lực sẽ cắt ra khoảng tầm là mỗi bên là độ tầm hơn độ tầm 10 phân thì nó vẫn sẽ được các bác. Tại phần cái lanh tô của nó thì cháu Lực để ra tít bên này này các bác này. Đấy, sát thì nó đã chạy tít bên này rồi. Đấy, cắt ra độ tầm 10 phân thì sẽ được. Cái gì đây nhỉ? Mình đang gỡ ván à? Em tưởng là tường sập chứ. Còn ở đây thì cho Lực sẽ làm cửa là né né ra bên này một chút cô bác này. Để cho nó lúc mà mình ngồi phòng khách ở bên kia thì sẽ không có nhìn thấy cái ngôi không để ý đấy nhà vệ sinh cho là lắm. Cửa nhà vệ sinh cho là lắm cô bác. Còn bây giờ nếu mà cho Lực để ở phần cửa phần phía bên này ấy thì nó sẽ hơi lộ liếu một chút cô bác. Tại vì ở phần này ra bên này nó đã có một cánh cửa rồi, mình mở ra
thì có lúc đôi lúc mà mình mở ra mở vào thì nó sẽ hơi vướng vào nhau, cho nên là những cánh cửa thì cho lực sẽ để xa xa một chút để lúc mà mình mở thì nó sẽ không có vướng được với nhau nữa. Ôi. Anh Thanh thì hôm nay sẽ chát ở bên nào anh? Hả? À, phòng ngủ bên kia à? Xe này để bên này phòng ngủ à? Bác, chú, xe này để bên kia à? Vâng. À, anh Nhiên này là chát đây rồi à? Chát đây rồi à? À, cái phần khó nhất thì hôm qua cũng đã được anh Quang với lại anh Vinh là thực hiện xong rồi. Bây giờ chỉ có những cái phần đơn giản nhất thì máy thì thanh niên này sẽ làm luôn. Đến sáng hôm nay thì có chú Bình với lại anh Quang nữa. Đến chiều thì hai chú lại bận đi về nhà có chút việc riêng gia đình rồi, cho nên là không có lên nữa. Nhưng mà trong đó thì vắng chú Bình với lại anh Quang thì cái tiến độ mà làm nhà của ông của bao cháu sẽ không có hề chậm chế một chút nào các bác nhé. Vẫn được các anh là làm mà liên tục và không ngừng nghỉ. Chắc xong cái phần đấy thì anh em mình mới đi cưa à anh? Cắt rồi, làm gì đây cưa. Dạ? Cắt rồi chứ. Cắt à? Cắt anh em mình vác lên trên này à? Thế lên trên này mới cưa dế nhỉ? Đúng. Chắc chỗ này xong thì anh em mới đi cắt à? Lấy lên thước đi đo 68. Thước đo 68 à? Vâng. Thứ ơi đây, Sứ ơi. Sứ ơi. Thước, thì em tìm thước là thước ở đâu ấy anh? À đây. Đây, cầm thước đi. Đó, đeo cái mic một tí cho nó nói chuyện cho nó nghe gió một chút. Từ từ nhá, đấy anh kiếm thêm con dao đó. Đấy một tí nữa thì anh Vinh chỉ có đi việc là đi cắt thôi. Đấy, cái ống nhà vệ sinh này thì mấy hôm nữa trong thời gian mà hoàn thiện thì cháu sẽ phải nối dài ra các bác. Dài ra tận bên kia. Không, ở bên kia nó sửa rồi, cái đấy cưa xong rồi. Cái đấy cưa xong rồi. Cái đấy có bao nhiêu mét đây? Hay rồi. À, đây là 4 mét. Đấy, đây là chỗ này là anh Vinh anh cưa rồi. Cái hôm qua mình chặt thì mình chỉ có lực này được 2 cái thôi này. Đây ở đây thì anh xé lại bào lại thêm một chút sử nhá. Đấy bào để cho nó mịn đi á. Đó. Một cái thanh mà bằng cây sao mộc này các bác này, nó mà chưa khô ấy, nó có vẻ nặng, phải gấp tầm độ 4-5 cây sắt đây nhở. Vâng. Cái cây này thì cũng rất là tốt các bác nhá, sẽ dùng được rất là lâu. Ai anh Vinh à? Anh Vinh ơi. Anh Vinh. Anh Vinh à? Anh Vinh. Đối chút sử xuống xe này chứ. Ở đây thì còn thêm thiếu 2 cây nữa, mình phải cưa 4 cây, 5 cây ấy. Đây, bây giờ đo từ chỗ này đi nhá, tí để anh Vinh cắt đây nhá. Vâng. Đấy, bây giờ kéo thước cái bên này nhá. Đây, đánh cầm nhá. Đây, cầm kéo đúng hết cái thước đây nhá. Xem là có bao nhiêu thì... Từ. Đấy, chỗ đây có bao nhiêu rồi. Từ nhá, cầm nhá. Từ nhá, cho là... 4 mét đấy, kéo 4 mét. Đây, kéo... Chỗ đây có bao nhiêu này? À, 5 mét đấy. Đây này, cho anh mở thước rồi. Đấy, anh Vinh ơi. Anh Vinh ơi. 6m8 à. Ờ. Đấy, cẩn thận nha, đứt tay ấy. Vâng.
6m8 à, bây giờ lại đo đúng chỗ đấy nhá. Vâng. Đo đúng chỗ đấy ra để cho anh vừa là 5m rồi đúng không? Vâng. 6m8 à. 5m này. 6m này này. 6m8. Đây. Thả đi. Đấy, bây giờ thì em cầm thước nhá. Vâng. Đấy, cây sâu mộc này thì nó mà khô lên đấy các bác này, khô lên mà nó không bị dính trong cái quá trình mà mình sử dụng tới, là mình đã dùng cái tấm pro mà mình che lên phần trên rồi thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng một chút nào các bác. Cây sâu mộc này nếu mà cây mà mình nó mà không bị dính nước ấy, cây này thì không có bị mọt các bác nhá. Cây này ấy, những cây nào mà nó còn non ấy thì nó sẽ bị nọt thôi, nhưng sẽ bị mọt thôi. Như cái cây này thì nó khá là lâu tuổi rồi. Cây này thì trồng được bao nhiêu năm rồi sư? Không biết. Không biết à? Từ lúc em có em biết là có rừng này chưa? Có rồi. Có rừng rồi à? Vâng. Đấy, một cái cây như này có thể nói là phải ngang tuổi sử các bác, có khi là còn phải hơn. Tại vì là ở trên này thì cháu được cũng chia sẻ một chút các bác, nó có rất là nhiều cây ở gần nhau, thành ra là cái chất dinh dưỡng của nó sẽ không có đủ để mà nó phát triển to ra, nó chỉ phát triển dài lên thôi. Cây này thì độ dài là tầm độ là hơn 30m các bác, phải tầm 40m rồi. Theo hiệu thì đến không? Ít nhất phải tầm 40 mấy mét rồi nhỉ? 40 mấy mét của bác ạ. Một cái cây sâu mộc luôn này này. Đo cây trên này to hơn sao ấy. Hả? Cây trên này ấy. Anh đi lấy mấy cây nhỉ anh ơi? Lấy 5 cây à? 5 cây à? Thế 5 cây thì phải đo thêm cây này nữa nhỉ? Đo một cây bên này nữa. Đấy. Bây giờ sửa lại cái kéo đúng 5 mét nha. Nha, đây, xong rồi dùng dao là đánh dấu chỗ đấy lại nhé. Đây. Thế còn em sử thì đi học đến lớp 2 thôi các bác, nhưng mà số má thì em đều biết hết. Chỉ có những cái số nào mà lớn quá, tầm độ nghìn thì em mới không có biết được. Chưa? Được. Đấy, bây giờ lại đo thêm lên 1 mét nhá. 1 mét 8 nhá. Đây, kéo đi. Đây, bấy quá rồi. Hả? Tí cưa mà, cái này mình lấy một cây thôi. Một cây thôi. Ừ, cái này mình lấy một cây thôi, không phải lấy làm đôi đâu. Đấy, bây giờ thì lấy 1m8 nha. Số 80 nha. Vâng. 180 nha. Vâng. Đến chưa? 60, 100. Đây, lấy dao chặt đúng vô đấy lại. Ôi, xa có em, đây mà. Đây này, cái này là 130 rồi. Đây, 170, 80 này. Đấy, đặt nó xuống, đúng 180. Đấy, rồi đánh vô đấy lại. Đấy. Đó, chặt vào. Đấy, thả thức anh đi. Đấy, chặt vào. Rồi, thế rồi. Sứ ơi, tí để anh cưa. Cưa nó sẽ bằng nhau hơn. Mới xử thế này có nôn này cảm éo bật bị tái ra. Ăn mấy giờ mới cho chi tét như mê. Ôi, sợ không anh ơi? Đây, sứ ơi, đó bên kéo lên đi. Nữa à? Cái này có lấy đâu? Cái này ngọn nó nhỏ quá. Cái kia to, lấy cái to nó làm nó chắc. Từ từ nha. Hai. Ba nào, từ nha. Hai ba nào,
2, 3 rồi. Rồi, nó không chạy rồi. Tí mà lấy cái này ra bên kia xẻ anh. Ôi cái này phải thêm người đấy anh ạ, mới khanh được. Hai này không khanh được đâu, to lắm. Làm gì không được. Nó bằng hôm qua mai đỏ thôi. Bằng hôm qua hơn đây, chỗ này hơn đây. Ui. Nặng phết anh ạ. Anh vác lận đầu đi. Cưa làm 2 miếng ra anh. Cưa thế nào được? Cái này không làm được 2 miếng đâu nhỉ? Cưa hai bên này ra xong rồi cắt đôi đúng không? Thế thôi. Nào anh. Mắc đi. Ui, không được đâu. To phết đấy anh ạ. Cây này phải máy tạ đấy. Bác đi chứ. Rồi, phải thêm người kéo kéo đi thôi. Hôm nay là lượt chế bỏ hồ cua à? Đấy. Em nghĩ là anh nên cười xong mới đi thôi. Cứa nó chẳng trôi. Sao trôi được anh? Hôm nào cứa xong sửa ra, bây giờ có thời gian cứa. Dạ? Chưa có thời gian cứa. Còn thì cầm cái dầm đi. Cứa cả hai cây đúng không? Cái này thì lấy ra được không? Cái kia này nhẹ hơn, lôi ra đi. Anh mới xử lôi ra đi, lôi cái đấy ra đi. Anh xử lôi cái đấy ra đi. Cái bé. Cái bé kia thôi, xử lôi cái bé kia. Cái đấy thì nhẹ. Cây này phải tầm độ 4 người thì mới lấy được. Ôi! Anh sắp thoải mái anh đấy. Tính với anh ơi. Em ơi, xử thế cho mơm ấy anh. Cái đấy, cưa luôn không anh? Lúc nữa mới cưa à? Này, cưa xong phải lấy mấy bào đúng không? Cưa xong phải lấy mấy bào đúng không? Mấy bào bên đây mà, chỉ coi xem là cưa. Ê! Được chưa? Kéo đi anh nhá. Bác thôi. Để bác. Vác á? Ừ. Vác được chưa? Ừ. Nắc thành trưởng. Mạ, anh. Đây em ở đây vác nha. Vác nhá. Anh nhớ cho. Rồi được đấy. Đi đường nhớ rồi, chú nhá. Hả? Rồi lại một tí xong đi đường nhớ nhá. Đi đường này. Đường này. Không mắc một cái bến. Rồi. Đâu đấy nhá. Bây giờ anh Vinh hộ em chỗ đây luôn nhá. Nhóc nó bẹp lên lại đi đi phải. Ồ. Con băng đúng bà cứ bỏ hắn. Ồ. Đây 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 đây. Cái nó đi dài nhá là đi hơi khó. Rồi, đi thẳng đây nhá.
Ôi thả đi Sứ ơi, thả đi. Thả đi, thả đi, từ từ nhá. Từ nhá, để anh thả đã. Rồi vứt xuống đi, vứt xuống đi. Vứt đâu dưới, đừng vứt vào canh chết. Thôi, thả đi, thả đi, thả đi. Cứ thả đi, thả đi, thả đi. Rồi. Sứ luôn á. Mai Sứ ơi, thả thế Sứ ơi. Đi huyện á? Mua gì anh? Sứ ơi, nhà cho anh mấy hai cục đá. À. Đây đây. Đây. Anh em mình xem thằng nào đếm chúng cái tép kia nhá. Chơi không? Hả? Chơi. Từ. Anh trước nha. Ui! Sắp được, sắp được rồi. Sắp được rồi. Đủ chưa? Ui, chưa, 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 chưa. Chưa. Từ, từ, từ. Ui! Sao quá, sao quá. Thách thức nhau gọi là xem ai làm mức độ nhạy bén hơn các bác ạ. Ở dưới kia đang có một cái pep cách còn tầm độ là 15m. Được không? Ui, chưa 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 chưa. Sử 4 phát rồi đúng không? Đúng rồi. Ôi! Tí nữa thôi. Tí nữa thôi. Anh Minh còn sắp ném đồ ấy. Bây giờ đang thay nhau gọi là ném cái tép thêm tí. Ở trên vùng cao thì phải nói là ôi. Ở trên vùng cao đến mùa Tết này các bác này, mấy nữa mà đến mùa Tết, đến Tết mà Tết Nguyên Đán các bác, cho được sẽ ghi hình lại cái khoảng khắc mà anh em với lại bà con ở trên vùng cao này ăn Tết là hay chơi trò gì, cho được sẽ ghi hình cho tất cả cô bác anh cụ chị đã cũng biết. Sửa thì có bây giờ đi ném cù chưa? Có này. Có rồi à? Vâng. Ôi không được đâu. Đây nhá, anh đi xuống dưới kia. Vâng. Cây này thì nhẹ hơn rồi. Con dao đấy cầm đi đúng không? Chưa đâu. Chưa, dao đấy ở đâu nhỉ? Hôm nay anh chà cây ở dưới kia mà. Chắc anh cầm lên trên rồi. Hiệu để ý ra nhá, chờ đâu nhá. Từ từ nhá, chú ấy đặt xuống đó, anh tìm ra đó. Vâng. Ê Vinh, đem dao Vinh ơi. Vinh à, thấy con dao không? Con dao ấy. À, anh Vinh cầm lên trên này. Thế mà không nói. Lên hẳn trên kia đi Sứ ơi. Đấy, lên hẳn trên kia đi. Rồi, để đây đi. Để trên một tí. Anh Sứ ơi này. Để ra đây tảng đá kìa. Thế bây giờ thì thấy máy của anh Vinh là đang hết dầu bác ạ, thì sẽ không có cưa được. Ngày mai anh đi xuống huyện lấy dầu thì về mới cưa được. Ở đây thì tổng tất cả là lấy 5 cột các bác ạ.
Đây, ở đây thì tổng tất cả lấy 5 cái xào các bác nhá. Thì mình đóng được pro. Sáng nay thì anh đã cưa được 2 thanh xào rồi. Ở đây thì anh cưa xong thì ngày mai anh sẽ lại dùng cái máy bào để bào tiếp. Thì mới nó mới mịn được. Ôi, anh em mình lên trên đi. Vâng. Kêu lên ra một tí xử. Kêu cho nó đi theo cái ránh ấy. Đấy, nó sẽ không động lại. Cái này mà gom được ấy, Sử ạ. Anh bảo Sử cái này mà gom được ấy. Mày nó đến mùa đông ấy. Vâng. Nhưng mà như này thì nó chắc nó cũng cháy rồi mà, nó cũng bé rồi mà. À. À, Sử ơi, cùng anh lấy cái này phơi ra đi. Tôi phơi ra này thôi nhỉ? Hả? À? Ừ. Phơi này thôi. Đúng không? Này thì 2 mét đây à? Hả? À? Bây giờ không bán đi nổ. Cái sau mộc này ở trên vùng cao bà con hay dùng để tấm ván để làm nhà đó các bác này. Ván để làm nhà thì cũng rất là chắc chắn các bác. Tất cả một tí Sử ơi, để xe đi xe thì xe nó không ấy. Vứt ở đây. Ai đang hát đây Sử? Sử ơi, ai đang hát ở trên đấy? Cho anh mượn cái mic nào. Cho đừng đang nghe thấy có một cô hát ở trên kia thì nghe giọng hát của cô xem nào. Quá wow, hát hay đấy bác nhỉ. Hay nó, hay cho nó. cô ở bên hàng xóm Sử đang hát hát cái giọng hát của người đồng bào dân tộc Mông các bác. Đang cười. Hát hay đấy nhỉ.
nếu cuộc đời này thật sự ấy tôi rồi đấy đây vừa đây chỉ tôi đấy hả bác. Phần bên trong ngôi nhà thì bây giờ chỉ còn góc phòng ngủ với lại ở chỗ bên này một tí thôi các bác. Thì cũng đã hoàn thiện rồi. Ngày mai nữa là sẽ hoàn thiện ở phần chắt hết luôn các bác ngày mai ấy. Không, mai chắc một ngày nữa. Ôi, xi này liệu con chỗ này còn đủ không anh? Sử điểm em còn bao nhiêu bác xi em? Hai tấm bao à? Hai tấm bao là hai tấn mấy à? Tấn tư. Đâu? Một tấn? Một tấn tư. Không đủ rồi. Một tấn tư rồi còn chát ở phía nhà bếp nữa đúng không? Xong rồi còn ốp lạnh nữa à? Còn cái ránh nữa. Đến ngày mai kia chắc là phải lấy thêm độ tầm 1 tấn 2 tấn lên nữa. Xi ấy. Còn tới xi măng tới. Bây giờ chắc cái rầm này rồi anh bây giờ ấy. Đang chắc rầm. Mới chế cái ghế để ngồi thôi. Ôi phải làm cái ghế để ngồi à? Chắc cái rầm xong là mới hạ dàn giáo à? Bây giờ ở do là hôm nọ là không có chỗ mà cắt mà để các bác. Thì bây giờ ở phần nhà vệ sinh, phần công trình phụ này trong thì có khá là nhiều cắt. Có khi là chắc là phải ngày mai thì mấy anh em sẽ phải vận chuyển cắt ra bớt bớt một chút các bác ạ. Để cái công trình phụ này để mới chắt được ở phần phía bên góc của nó. Góc của nó thôi. Chuyển ra phòng khách hết. Đằng nào phòng khách thì bây giờ cũng đã chắt xong rồi. Hay chắc xong thì có thể là đổ nền được. Phần cắt chắc thì bây giờ còn ở phía công trình phụ nữa. Với lại ở phần phía bên đằng sau hông nhà nữa. Hay ở đây thì công trình phụ để cháu được cũng đã xây lên rất là cao các bác nhá. Cái phần cao nhất của nó là gần hơn 3 mét các bác này. Gần 3 mét. Độ rơi vào tầm là 2m8. Cái công việc của mấy anh em thợ thì hôm nay cháu Lực cũng đã tiếp tục chia sẻ cho tất cả cô bác rồi. Và cháu Lực cũng đã nói cho cô bác rằng là cái phần phía công trình phụ này cháu Lực sẽ không có để thêm sắt với lại thêm tấm tôn chống xốp nữa. Cháu Lực sẽ để tấm lập của bác bằng tôn pro kia. Hay còn thời lượng thước phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Có lẽ là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và phải nói là xin cảm ơn tất cả cô bác anh chị trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực để tới thời điểm hiện tại thì ngôi nhà của ba ông cháu thì cũng đã dần được ổn định rồi. Đấy, em Sử thì cũng phải nói là trong đến lúc mà em ấy không có đi đâu làm việc ấy gì ấy thì em cũng thường túc trực ở trên này xem là mấy anh em thợ tiến độ mà làm việc tới đâu rồi. Ở đây mấy anh em thợ thì cháu Lực không phải nói nhiều nữa, cháu Lực chỉ cần chia sẻ lên thì cô bác cũng đã biết được rằng là cái ngôi nhà của ba ông cháu hiện tại thì dần vào ổn định thôi. Có thể là tầm một tuần nữa, sang tuần sau thì có thể là tân gia được rồi nhỉ. Sử thì có vẻ như là bị nẻ môi sao ấy. À, môi này nó bị đau đúng không? Đấy, lạnh quá cho nên là bị nẻ môi này cô bác này. Cái thời lượng thức phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được chia sẻ đến đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Chào sự, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Và cũng xin giới thiệu với cô bác, anh chị là hiện tại cháu Lực có mở thêm một cái kênh
YouTube nhỏ nhỏ nữa các bác. Đấy, cái kênh mà một tí nữa cho Lực sẽ để cái phần đường link của nó ở dưới cái phần bình luận, thì có ba anh chị có thể sang bên đấy để ủng hộ thêm cháu Lực, với lại bản hiệu thêm một lần đăng ký kênh nữa các bác nhá. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cũng bật mí cho cô bác anh chị biết rằng là cái kênh đó thì cháu Lực vẫn sẽ mang tên là kênh Bản Em. Cháu Lực sẽ ghi là team Bản Em các bác ạ.